Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Trong những năm trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra khắp nơi trên thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau. Nó tàn phá và để lại hậu quả tổn thất hết sức nặng nề cho con người. Theo các chuyên gia cho biết, nguyên nhân gây ra thảm họa thiên tai chính là do sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và cực đoan. Vâng, nhắc đến thiên tai, thảm họa thì không thể không nhắc đến Trung Quốc, vì vị trí địa lý cũng như yếu tố con người muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên bằng cách xây hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ. Nhiều trận mưa lớn và kéo dài nhiều ngày gây nên những trận lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Và theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên tai cho hay, đất nước Trung Quốc năm nay lũ lụt và thậm chí là động đất diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh và thành phố phía đông và miền trung của Trung Quốc, lũ quét đến sớm hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến các con sông tại khu vực hạ lưu của con đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu, cùng với số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng lũ. Trận lũ lụt đã gây tổn thất nặng nề về kinh tế cho người dân. Theo Reuters đưa tin, sáng nay một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 3 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn còng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, việc lũ lụt tại đất nước Trung Quốc không còn gì xa lạ đối với người dân Trung Quốc nói chung và 27 tỉnh thành và các khu vực khác tại Trung Quốc nói riêng. Dòng nước lũ ngày một xối xả, dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô và nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn, bởi với tình hình như hiện nay, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn tiếp diễn phức tạp trong mấy ngày tới. Với tần suất cao kỷ lục của lượng mưa lũ trong mấy ngày qua, từ các con sông đang đổ về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao, việc khiến cho con đập quá tải và phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ lúc nào là điều khiến cho người dân đang hoang mang, bởi một khi lượng nước mưa kéo dài và tập trung dồn về hồ chứa Tam Hiệp, việc bị vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống và phá vỡ kết cấu của con đập. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ của những người dân sinh sống tại khu vực với hạ lưu con đập Tam Hiệp vào sáng ngày hôm nay. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng cuộc sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của con sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt, có nơi dòng nước lũ đã dâng cao, vượt mức tầm cửa sổ tầng 1 của các ngôi nhà ở thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ và cây trồng, hoa màu xung quanh khu vực. Tất cả công trình và hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại nặng nề trong mùa thu hoạch sắp tới sáng nay, từ Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết. Do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 4 đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân ở miền Trung, phía Đông và phía Nam của Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời báo cáo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh, thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão Inva cũng đã xuất hiện hồi tháng 7 năm ngoái,
và còn bão Lupit ở đầu tháng 5 năm 2022 này, nó đã tàn phá các tỉnh, thành phố phía đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục, đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua, và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc của Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Jeff Hortime, người dân các tỉnh gặp lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông, hồ hoặc do vỡ đập. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại các vụ viện hôm ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Kính chào quý thính giả. Sự kiện đội đặc nhiệm Rồng Đen Việt Nam bắt được viên tướng Trung Quốc trên dải núi Sài Sơn. Nội dung của bản tin thời sự sẽ được trình bày ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, quân Trung Quốc thường xuyên dùng máy bay các loại xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIS của Đài Loan. Đây là một động thái mà Trung Quốc muốn dùng vũ lực để thống trị Đài Loan. Và nếu Trung Quốc thâu tóm được Đài Loan thì Biển Đông, Hoàng Sa và Sa của Việt Nam sẽ tiến tới một bước khó khăn hơn. Việt Nam mất đi một đồng minh ủng hộ, Đài Loan sẽ viện trợ cho Ta Hỏa Tiễn Văn Phong để chống lại Trung Quốc. Sau đó, đội đặc nhiệm của Việt Nam đã bí mật có mặt tại Đài Loan làm nhiệm vụ thiêng liêng. Trong một sự kiện, hai người lính đặc nhiệm Việt Nam đã bắt được viên tướng Trung Quốc trên dãy núi Sài Sơn. Sự việc làm chấn động cả nước Đài Loan và lan đi khắp thế giới. Và vào thời buổi công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay, mọi câu chuyện có tính giật gân, đại loại như vậy. Chỉ cần mấy phút sau là cả thế giới đều biết, có rất nhiều điều người ta bàn tán về câu chuyện này. Việc đầu tiên cả thế giới đều biết và họ hết sức ngạc nhiên, tại sao Đài Loan lại có sự xuất hiện của quân lính Việt Nam. Hơn nữa, lính Việt Nam lại hiên ngang tham gia vây bắt lính Trung Quốc trên hòn đảo mà không ngần ngại gì ở Trung Quốc trả thù về vấn đề này. Họ rất khâm phục và tự hỏi tại sao các nước như Anh Quốc, Nhật, Pháp và đồng minh của Mỹ lại không dám đưa quân đến đảo Đài Loan ủng hộ, giúp đỡ Đài Loan giống như lính Việt Nam. Ngay sau đó, họ mới tìm hiểu và được biết rằng lính Việt Nam đã đến Đài Loan từ hơn một năm qua, theo sự thỏa thuận của hai nhà nước. Đơn giản là nó giống như sự xuất hiện của lính Trung Quốc tại Campuchia. Có một điều khác biệt là lính Việt Nam sang Đài Loan gần như theo kiểu lao động được nhập quốc tịch Đài Loan sau 2 năm đó, nếu không vi phạm luật pháp. Đây là điều khác biệt với những hợp tác quân sự như giữa Mỹ và Nhật, hoặc với các nước khác. Một điều ngạc nhiên khác nữa, thế giới không hiểu tại sao viên tướng Trung Quốc không dám chống trả hai người lính Việt Nam, trong khi bên mình lại có mang theo súng. Vấn đề này như chúng tôi đã đưa tin vào các bản tin trước, viên tướng này nằm đó chờ cơ hội để trốn về lại Trung Quốc. Hắn ta đủ thông minh để biết rằng, khi hai đến Việt Nam nổ súng thì ít phút sau đó có hàng ngàn quân lính gần đó sẽ có mặt. Hắn làm sao chống đỡ nổi 300 lính Việt Nam, 1.000 lính Đài Loan. Đầu hàng chính là cơ hội sống sót. Đài Loan có bắt được hắn cũng không dám sát hại, mà trước sau gì cũng phải trao trả lại. Hắn ta tự tin nói rõ điều này. Khi bị bắt, hắn khai mình là thiếu tướng quân báo quân đoàn 5, người Trung Quốc đang bao vây khắp hòn đảo và chỉ chờ cơ hội thuận lợi là ra tay sát hại một viên tướng. Có cách nào tự chuốc lấy chiến tranh hay nói cách khác, sập bẫy người Trung Quốc? Chính vì vậy mà khi về đến căn cứ quân sự ở Cao Hùng, hắn cười tươi như hoa, không ai nghĩ rằng hắn ta đang làm tù binh. Ngay sau khi viên tướng này bị bắt, phía Trung Quốc lập tức nhận được nguồn thông tin và đài báo của Trung Quốc thay nhau lên tiếng, yêu cầu Đài Loan trao trả viên tướng này về nước. Vương Liêu chính là tên của viên tướng này được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Vì câu chuyện này mà chuyện của tướng Lưu Bá Khanh chạy trốn sang Đài Loan bỗng bị chìm hẳn đi. Về phía Đài Loan, một số tờ báo cũng đưa ra lời bình luận về câu chuyện này. Cơ bản họ đưa ra nhận định cá nhân theo quan điểm của họ chứ không dám đại diện cho người Đài Loan hay bất kỳ tổ chức nào. Hiện tại, trong mấy ngày vừa qua, tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng tăng mạnh. Sự kiện thiếu tướng Lưu Bá Khanh chống mệnh lệnh trốn sang Đài Loan, kéo theo cả gia đình tỉnh trưởng thành phố Bắc Hải, đã khiến cho Tập Cận Bình nổi giận. Tuy nhiên,
nhiều nguồn tin nói rằng hai gia đình này sẽ nhanh chóng được Mỹ chấp nhận xin tị nạn và rời Đài Loan rất nhanh vì họ có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Phía Trung Quốc đã cố gắng hết sức có thể, nhưng họ không đạt được mục đích. Tập Cận Bình đã động đến Đài Loan, bây giờ động đến Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, dù Tập Cận Bình muốn dừng lại cũng không được, bởi nếu hắn không rút lui, chắc chắn sẽ có một cuộc đảo chính trong nội các. Trung Nam Hải đã quá 3 lần Tập Cận Bình hoãn binh vì nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản chính là hai đứa con gái cưng của hắn ta ở tại Đài Loan. Lãnh đạo, sinh viên biểu tình chống lại chính cha ruột của mình, nếu ông ta phát động chiến tranh, đồng nghĩa hắn đã tự giết hai đứa con gái của mình. Nhiều nguồn tin cũng tin rằng bà Bành Lệ Viện, vợ cũ của ông Tập Cận Bình, cũng đã chuẩn bị từ Việt Nam bay sang Đài Loan ủng hộ con gái và bà Thái Anh. Dù mỗi người một ngả nhưng Tập Cận Bình vẫn còn sợi dây ràng buộc là đứa con gái chung, bởi vậy ít nhiều hắn ta cũng bị dao động bởi sự chống trả cả từ những người thân của hắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.